Xin chào quý anh chị và các bạn. Một số quý anh chị và các bạn có thắc mắc tại sao trên đàn organ Yamaha SX700, SX900 là nó mất đi đâu cái nút fade in out. Nói nôm na là cái nút nhỏ dần, to nhỏ dần của tiết tấu ấy, khi mình chơi ấy. Thì bây giờ là nó không còn trên phím cứng nữa mà nó tích hợp để mình gán vào cái A, B, C, D, E, F này, dưới chân màn hình này. Đấy, bây giờ để lôi được cái chức năng này ra, thì mình phím tắt nhanh nhất là mình ấn vào Direct này. Ấn chữ A, đó. Thì bây giờ cái nút đấy, nhà sản xuất mặc định nó để trên chữ B này. Đây, trên chữ B này. Đây, thì bây giờ mình có thể mình chuyển sang chữ A này cho... hoặc có bất cứ một chữ nào trên 6 chữ cái này. Đó. Thì cái chữ này và các bạn là ấn vào đây. Đó, mục style. Tiếp theo là dòng bên này, cọc bên phải này. Thì đây. Fade in out này. Đây là mình chỉnh cái thời gian nhé. Đây là cái thời gian mà mình đang chơi mà mình cho nhỏ dần, thì cái này là 12 giây. Mặc định nó là 12 giây thì bây giờ mình có thể là chuyển nó thấp hơn. Hoặc là cho 6 giây. Đây là thời gian bắt đầu mình mở cho nó khi vào, còn đây là khi thoát ra. Chỗ này là từ nhỏ là to dần, 6 giây là to hết cỡ của cái tiết tấu đó. Đó.